ơi, lên hàng các bạn ơi. Tư lên hàng. Cái lên, cái lên. Đâu đâu đâu. Đó được các mẹ kìa. Đó đó đó, coi chừng xảy nha. Tôi qua, tôi qua. Tay gì đó, nay quên coi lịch rồi. Nay đầu năm mới, nay chiều mình đi trong quê mình đi câu cá mè nha các bạn. Nay đây chuẩn bị đồ đạc đây. Nay mình sẽ câu nguyên đêm luôn. Để tiễn thêm anh đã anh tư của mình. Đây giờ mình đang đi nha. Tới điểm câu mình sẽ quay cho các bạn coi. Tới điểm câu các bạn. Ở vừa luồng chì, mình thì đang lọ cỏ luồng chì. Tóm nay quýnh hết học mồi này nghỉ nha. Đừng quên bảy mình quýnh này. Nay mình quýnh cá mè. Bây giờ mình đang ở điểm câu nè. Đây các bạn, đây ở bãi câu. Như cây cây nó có cây nó chuẩn bị ăn rồi. Đây đây cây này này. Mới xuống mồi chắc khoảng được 15 phút nha các bạn. Giờ để coi tình hình kết quả như thế nào nha. Anh Tư đang xuống một cây rồi các bạn. Mình cũng mới xuống mấy cây đây. Giờ chờ kết quả nó có ăn không. Trời chuẩn bị chập tối rồi. 4 cây. Mồi đây thì mình muốn quýnh hết hũ luôn. Bóp sẵn. Quýnh mồi cám nha các bạn. Cám trộn. Tự làm. À, cám trộn. Đồ nghề nước uống thì tối nay mình sẽ đánh ở đây nha các bạn. Ngay chỗ lò dừa. Anh em nào có thích thì ra đây đánh cũng vẫn được. Bãi rất là đẹp. Gọn. Anh em ra đánh đừng có tàn sát quá nha. Mình lấy cái bội người ta làm dừa để gác cần câu luôn các bạn. Cũng đang canh cần tích cực. Nước giờ mới chuẩn bị lớn, mới lớn chả nhẹ các bạn. Nước này chắc phải đầy đầy xong nó mới ăn. Đây giờ hiện giờ mình đang ngồi canh nha. Buổi chiều thì cũng hên xui để con biết nó có ăn hay không nữa. Nhiều khi nó cũng bể đầu không chừng nữa. Này, nước nó mới bắt đầu chảy rồi. Canh hai cây. Chiều ra đây giải trí cũng được. Bãi rất là rộng. Nhưng mà có một cái là mũi với một mắt hơi nhiều. Chích ngứa quá trời ngứa. Trời, bắt đầu tối rồi các bạn. Dạ. Giờ trong cái đèn led lên đi câu thôi. Lên hàng các bạn ơi. Tư lên hàng. Cái lên, cái lên. Đâu đâu đó được các mẹ kìa. Đó đó đó, coi chừng xảy nha. Tôi qua, tôi qua. Đâu rồi? Xích lên, xích lên. Dướng rồi, dừng dướng. Ồ, con cá mè đầu tiên. Trời ơi, chào bá luôn các bạn. Ý, đã. Quay anh Tư, kéo lại. Ý, lợi hại thiệt. À, đây các bạn. Mẹ Vinh, con khai. Khai đầu tiên. Lụm. Để đó em buộc đem buộc chì nhiều. Mẹ Vinh nha các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lên hàng đầu tiên là vui rồi. Giờ mình buộc dèo. Con thứ hai, con thứ hai anh em ơi. Đâu rồi. Đó. Kéo lên, kéo lên Nhật. Đây các bạn, anh Nhật dính con mè thứ hai. Dễ.
Ôi có mè nó sáng ghê trời. Rồi lụm đi. Còn thứ hai nha anh em. Thì mấy anh em mình vừa câu vừa lai rang thùng rồi nha các bạn. Đó, đồ nướng nè. Nấu hết thùng này luôn tại chỗ. Vô nha. Chúc mừng năm mới luôn. Happy New Year. Muộn. Vô. Đông sờ ngã là ngủ ấm luôn á. Đây có chỗ ngủ luôn các bạn. Đó, đống sờ dừa nè. Ngủ cái nằm lên đống sờ dừa này ngủ luôn. Bây giờ thì mình vừa câu vừa trộn mồi trời. Cám đây. Vui, cảm giác rất là vui các bạn. Chơi vậy thì nó thoải mái tinh thần nè. Ngồi chơi tại chỗ sau những buổi làm việc mệt nhọc. Lên hàng, hàng. Hàng các bạn, anh Thái lên hàng. Tối quá không thấy. Trời ơi, con cá mè. Trời ơi. Nhỏ hơn con nãy của anh Nhật nữa. Trời ơi. Có nhớt, thôi nhớt. Sớm giờ mới được có nhớt mấy anh em ơi. Thôi kệ, có hơn không các bạn ơi. Ngon lành, ngon lành. Ây da, rồi. Ngon lành, rồi. Lấm, 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 lấm. Rồi gỡ dèo luôn đi. Bốn con dế mới được con cá. Cá mè này về chiên chiên giòn ngon lắm các bạn. Bây giờ nấu cũng phê phê các bạn. Chứ không phải như giờ đâu. Cũng muốn chạy đây. Giờ chờ cá ăn thôi. Luôn mặt chờ đợi. Giờ chắc hết ăn rồi. Vô. 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 Vô cái này. Vô cái chờ chờ cá ăn các bạn. Nãy giờ chúng cũng ăn. Này cá chuẩn bị ghĩa ghĩa à. Rồi mở đèn lên cho nó thấy. Đây những đọt cừng đây. Giờ vô một chai cái này miếng nữa. Uống hết miếng rồi. Vừa câu vừa chơi gì thì nó vui các bạn. Cảm giác nó thoải mái lắm. Không có bị áp lực giống như kiểu ngồi như trên bàn nhậu mà kiểu xã giao giao tiếp. Vậy là muốn uống nhiều uống thôi. Nay uống xong ngủ tại chỗ hoặc đi ghe về thôi chứ đừng đi đi đường bộ là giao thông lắm à. Nay phạt hơi bị lúc cán đó nha anh em. Uống bia vừa thôi. Nay uống bia xong cái mình ngủ tại chỗ chứ mình không có chạy xe. Hoặc là chạy ghe thôi. Chúc mình buổi tối vẻ nha. Cá nó không ăn, không chịu ăn nè. Cứ tưởng nước này nó sẽ ăn nhiều mà giờ nó im ru rồi. Con cần thủ nè. Cần thủ. Con ngủ tại chỗ luôn các bạn. Đó. Cái này vừa xong. Ngủ cái đống xe vừa luôn rồi. Tỉnh chưa?